Hi guys. Okay, sister like Pompon, I saw some of Pompon talk near the company computer. Came by Max, the US, somewhere with you win the committee, Saksa, B and idioms. Yeah, I Max man by Punjur Madong Tete, people young ban Saksa, idiom young Chiran High, and only young Joe Madal idiom, three common idioms named Dotted. Young Joe Lakunum by idiom Bantotit, you know, by someone who has submitted Bantotit. Okay, Lakunum, three common idioms now Kunokani, a maximum of Yog now be a Timui, be a bear in mind. Okay, be a Timui, be a bear in mind. Yeah, young and be a need, but since young and learn, young and bear in mind. Okay. But I must and bit my motion and bear in mind. Bear in mind. But depending on German and be it, you know, young and bear. Bear in mind. But bear any person to young or penny, you pray at hand, clock moon, clock moon. But when I and the penny, you got the bear in mind. In mind, you mean that young mean car. Rầm lấp miên ca miên cầm nết ấy nhé nha cầm nết ấy giống chấm này chứng gì đã được bear in mind chứng dương lại ní dương prai thả and the smart biết ta remember cứ miên này thả biết thả and chọn chấm đấy cứ mình play đấy biết ta chọn chấm cứ dương up play chơi cho nên dương up play anh ấy giờ được bear in mind ok ấy chứng dương mình được nông thì họ mới for example. But and X need to mean that be bear in mind. But I marks out to say when you just say X so got that bear in mind. Chứng là ní dương nâng ní dạy thọ. Bear in mind the instructions they gave you. Okay. Chứng là ní cứ mean này cả prap nè cả prap. Okay. Bear in mind the instructions. Mình này thật ca bằng hát bằng riêng, ca này nôm, ấy chẳng tớ. Bà, and they gave you, yeah. Mình này thật bàn ôi mọc này hai. Chẳng có lại ní, dương tớ bỏ phải thảo, xong hồi dương chóng chám. Nâu ở vạt, nế rư đừng bố miên, nế ca này nôm, ca bằng hát bằng riêng. Đà kê bắt đầu ôi tớ nè, đà kê bắt đầu ôi tớ nè. Đại phụ kế bàn bắt đầu ở từ nè phụ kế dân sầm đại từ lớn nè đại bồng riêng dương năng nè niềm mà có cái trang có bàn bồng riêng dương chân cái này nè dân đã thang chân nè dân bị đau bear in mind the instructions they gave you okay instructions they gave you okay tương xong mà dân chọn chám ông pì đồng bộ miên đưa cao ở vát đại kế bàn bắt đầu ở nè okay nè kia nè dân miền này chọn. Okay, let's go to the next one in number two. The kunong idiom pipi yung yokita bear out. Yung yata bear out. Bear out. Okay. Yung an lun, yung an chok ni. Yung connect chimui or chimui out. Yung an bear out. Pita bear out ni. Ko yung saman pita confirm. Yeah, confirm. Nyan nata benchia. Okay, benchia. Yang chuba. Nhá, bác lâu ha, là confirm, anh ấy chẳng là bình chạy, ok? Đó, chứ for example, là bây giờ ra, nhưng mình nói thì họ mới đã thật, this research, ok, this research, chẳng có plap, còn cái này, có thể this research, reports, cái này kiếm plap dừng, and report, chẳng là kiếm mọi dừng, and the reports ring. Okay, reports, okay, yeah. And then, yung ta, these research reports, oh sorry, reports, yeah, yung glob, the lưu bong phun an, really, chong an tam bang. Okay, one more time. These research reports bear out what we had long suspected, okay. Had long suspected.
they call suspected. Okay, cái âm luôn suspected. Okay, và đây là những âm suspected, ted. Đem dùng command suspected nhé. Đang được kiểm đưa bằng phần đầu sọc mà dân chọn âm tiếng nói cho suspected nhé. Đó là mình mang suspected đấy. Cứ suspected. Okay, những âm slow. Okay, one more time. This research reports bear out what we had long suspected. Okay? We suspected. Okay? Okay. But chân prayok ni, miền này tha, là bài ca này ca slao chiều ni, bàn bình chia dàng chú bác, nà quay đào dương thuộc miền nó, ca song sai dù mô hai, nè nè, chứ đấy. Bà bì là suspected ni, miền này tha, dương miền ca song sai, dương thuộc miền ca song sai, nên suspected. Right? Và chân bởi dục này dường anh dạy chồng cái chế this is a response cái response cái chế reports cái bear out cái we cái what we had long suspected cái và khi mà chế ta ăn luôn là ăn chút chúng ta ăn mình tên ok và khi mà ăn luôn thì mà this is a reports what we had long suspected cái mà ăn luôn chồng ok đây chúng ta ăn chút chúng ta ăn mình tên. All right, vì dùng miền tùm lọc ăn lươn. All right, kể đó ăn dứt bị bạc tệ. Ok, bắt đầu chấm kết thập hai chim ấy đi. Ok, em đợi tụi tôi đã xây dựng bị ở chiếc tùm lọc á. Chà. Ở đây dùng. Nhưng viên bệnh đi chân bắt chân bắt đầu kia phát ấy. Ok, respected. Ok. Chẳng kết thả có thân ăn có trọng dây thẳng chế. Kể thả. And the bài ca vì cái report nhé, the bài ca này các sao chiều đi, tiếng ní các bạn nhé, bài ca này các sao chiều tiếng ní, cần bàn bàn chia nhé, những bàn bàn chia được nhé, bây giờ chúng mình để bàn bàn chia, bây giờ chúng ba, thế là nào vậy đại dương, đối thoại dương thua miền là các song sai dù mà hai, bây giờ long cái này, had long, we had long suspected. Bạn dùng prajia present perfect, okay? Dùng prajia present perfect, okay? Had long suspected, alright? Okay, let's go to the number three, bear up. Bạn dùng an mũi mũi, bear up. Bạn dùng an tầm lọt lớn, bear up, bear up, bear up. Và chẳng biết bear up có miền này mà năng biết là endure, rồi có hardship, okay? Hardship. Bởi dân cực bì bì ở hạ sân này miền này thà bởi dân bì endure miền này thà dân trọng ở thơ mốt ở thơ mốt dân trọng trô nó cả lầm bạ bởi dân nghe cả lầm bạ lưu đi xong mai này COVID này ok COVID 19 này miền bọc ôn bì chá nà quật miền cả lực chụp cả lầm bạ vì chân này nó bê nâng dân trọng tại miền kia hạ đa bê rộp kiểu dân trọng miền bê rộp nâng và đồng bày trọng trô ở thơ mốt nè cho trua cả bộ bạc tổng ổn này mà tầm bây dân chung lòng phát nào là COVID-19 rồi có coronavirus này chót hồi dân phải chỉ là ở phát sao vinh nghĩa là ở vầy vầy miền này ta phát sao vinh chẳng ổ và để chứng dân phải về đồng bê rộp nè bê rộp chứng bê rộp mấy cư xe mạc biệt thông bà đá kẻ là endure rồi có hardship kẻ hardship và như for example dân mực lại này how did they kẻ bê rộp after okay, after những chờ on luôn, okay, after the death of their mother. Chẳng cái này cái số sầm nô, chẳng chẳng khi mà mấy anh tiệm buổi muối khi mà ban toàn là thật chia intonation chia sầm nô đây, thì còn lại những anh chưa biết sẵn. Okay, how did they, okay, bear up after the death of their mother? Okay, yeah, their mother. Okay. Chúng ta bây dương đặt tiêu chí intonation, dương số, dương trâu đặt, dương trâu an thảo. How did they, okay, how did they, dương ba chân, okay, how did they bear up after the death of their mother? Okay, after the death of their mother, thì dương đặt xâm nụ ở chân, và chân dương khôn tiêu là bear up, nên là ọt một, để trông trâu, hãy chân tàu hãy chứng mình dân đã sầm mũi cho ta how that okay get the bear up after the death of their mother okay the their mother okay hãy chọn phụ ta ví dụ này dân chọn gì ta
How did Jay, okay? How did Jay bear up after the death of their mother? Okay, it's with Jan. Okay, ta chứng ni cho cho bài dục ni dương không y điểm thằng ni dương miền bài ni. Okay, so mình bàn on the ti mui sao mà vĩnh là không y điểm thằng bài ni. Okay, three common idioms. Okay, number one, bear in mind, remember. Example, bear in mind the instructions they give you. Number two, bear out. Equal confirm. For example, this Richard, this research reports bear out what we had long suspected. Number three, bear up, equal endure hardship. For example, how did they bear up after the death of their mother? Okay, thank you for your consideration for this video. Okay, khiêm số mà cô chán chụp bùa cái tam tam dự trữ đất cái bò ở lúc này đặt trong video này Max sang công tha dương đồng vốn một chút nha đặt trong three common idioms đặt về khỏi tiền đây khiêm Max Ewe xong chuẩn bị bia xong phải phát triển vào